trọng lượng cơ thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó thì lối sống và di truyền là hai yếu tố đóng vai trò quan trọng. Có nhiều người sợ ngủ trưa, vì nó được đồn đoán là nguyên nhân làm cho bạn mập lên. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra, liệu một giấc ngủ ngắn buổi trưa có thực sự khiến người ta béo lên hay không? Hãy cùng tìm hiểu, ngủ trưa có mập không? Qua video này nhé, ngủ trưa có mập không? Nhiều đồn đoán cho rằng thói quen ngủ sau bữa trưa của nhiều người sẽ làm cho họ bị mập lên. Có một lầm tưởng rằng, ngủ sau khi ăn trưa sẽ tích tụ chất béo vào cơ thể và khiến bạn bị mập lên. Nhưng sự thật là, cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ giữa tăng cân với giấc ngủ trưa. Thói quen ngủ trưa kéo dài khiến cơ thể bị trì trệ, khiến lượng calo bị đốt cháy ít đi. Điều này khiến mỡ tích tụ và có thể gây mập lên. Nhưng nếu ngủ trưa đúng cách thì nó sẽ mang lại nhiều tác động tích cực. Hãy cùng tìm hiểu ngủ trưa như thế nào là hợp lý qua phần tiếp theo nhé. Ngủ trưa như thế nào là hợp lý? Một giấc ngủ ngắn buổi trưa nên được thực hiện ngay sau khi ăn trưa, tốt nhất là trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ chiều. Nếu bạn đang ở cơ quan hoặc trường học, hãy gục đầu xuống bàn và chợp mắt. Thời gian ngủ không được dưới 10 phút và hơn 30 phút. Bạn cần tránh ngủ trưa từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối vì nó có thể gây rối loạn giấc ngủ vào ban đêm. Tránh hút thuốc, ăn sô cô la, uống cà phê, trà sau khi ăn trưa, không ngủ khi bật tivi. Tác dụng của giấc ngủ trưa. Một giấc ngủ trưa sẽ mang lại nhiều tác động tích cực hơn bạn nghĩ. Nó có thể giúp ngăn ngừa tình trạng uể oải sau bữa trưa và cũng cải thiện năng suất của bạn trong thời gian còn lại trong ngày. Ngoài ra, có thể kể đến một số lợi ích của giấc ngủ trưa như giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và đặc biệt có lợi cho những người bị huyết áp cao, cải thiện sự cân bằng nội tiết tố. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc tiểu đường, tuyến giáp và những người ăn quá nhiều, cải thiện chất lượng giấc ngủ vào ban đêm, cải thiện khả năng hồi phục sau khi ốm và thậm chí là tập luyện.